Thì kiểu ngọt mà kiểu vừa đủ mà kiểu hẳn bị gắt quá. Thì là mấy điểm? 10 điểm. Chai Block Health quay 5 ngày affordable. Các bạn đã thử chưa? Ở đây có tất cả các loại chai như là loại chai dừa nước, chai thập cẩm, chai siêu sát lựu, chai trối nước, chai Block Health quay và có tàu hủ trân châu, nha lam. Các thành phần ở đây đều là màu tự nhiên, ví dụ như là màu của hoa đậu biếc, màu vàng này là của chanh dây. Quán mình là quán Cô Trang Quán, địa chỉ phố đi bộ, thành phố Đông Hà. Buổi sáng thì bán cà phê, mở cửa từ 6 giờ sáng. Thì riêng chai là mở ban đầu từ 2 giờ chiều. Quán mình có shipper nội thị và các vùng lân cận. Điểm cộng của quán là các món chai được làm và lên màu từ các thành phần tự nhiên. Lượng topping và các món nhiều, đa dạng, giá thành rẻ. Chỉ từ 12k là các bạn đã có một lít chai thập cẩm thơm ngon giải nhiệt mùa hè rồi. Chai Block Health quay thì quả ư là đỉnh luôn. Ai ăn ở Huế rồi thì cho mình một nhận xét nhá. Xem chai Quảng Trị mình làm có ngon như chai Huế không nè. Ngoài ra ở đây còn có chai dừa nước dầm cũng rất là ngon và làm miệng. Đáng để thử nhá các bạn. Menu thì quả trời là món. Nào là kem phần lan, tàu hủ, sữa chua, kem bơ nhiều lắm cơ. Để mình hỏi qua mấy cái bạn đi xem ăn ra răng có ngon không nè. Ngon. Thì kiểu ngọt mà kiểu vừa đủ mà kiểu hẳn bị gắt quá. Mọi người nên để đây ăn và thưởng thức. Thì là mấy điểm? 10 điểm. Dạ em rất là hay ăn ở đây. Quán của Trang thì có tàu hủ và cả cái loại chai rất là ngon và rất là đa dạng. Ok ok nha. Ở đây là quán Cô Trang nằm ngay cổng vào phố đi bộ đúng không ha? À mà bất mì với các bạn, ngoài chai ra thì ở đây còn có một món hot thịt không kém mà ít người biết đấy nè. Cà phê muối đóng chai không thua gì cà phê muối Chủ Long đang hot trên top top nghe. Chỉ từ 60k là các bạn đã có 4 ly cà phê muối thơm ngon để thưởng thức rồi đó. Cùng tìm đến thử thôi nào các bạn ơi.